Con thích mua những cái bộ đồ. Đồ đẹp mặt hả con? Những bộ đồ đẹp. Chú có mua không? Dạ mua chị. Dạ, trả lời đi, trả lời với con. Dạ chú mua con. Chú sẽ mua cho mẹ con. Chú sẽ mua cho mẹ con. Mấy bộ? Theo yêu cầu của mẹ. Cho con chọn lại đó. Giờ con chọn chú nào? Chú ghế đỏ, chú ghế đỏ. Chú ghế đỏ chỉ vì mấy bộ đồ thôi. Con đã quyết định chọn chú ghế đỏ. Nhưng mà nãy giờ thắc mắc là chị bầu với chị hot girl thành đi với ai vậy? À dạ, em xin chào tất cả mọi người trong trường quay. Em chào hai MC, con chào cô bên nhà trai. À, em xin tự giới thiệu, em là tên Ngọc, bạn thân của Mai. Theo em thì em thấy Mai hợp với ghế màu xanh. Tại vì em thấy là bạn đã trải qua một cái cuộc hôn nhân, nên là có thể hiểu được cái cảm giác của bạn em. Và có thể hai người có thể bù đắp và dung hòa tình cảm với nhau. Ý kiến của bạn bè đôi lúc chỉ là tham khảo, nhưng mà ý kiến của con gái là đôi lúc phải nghe nha. Họ nhà trai chỉ có một người lớn duy nhất tham gia ngày hôm nay. Con chào cô. Xin chào toàn thể trường quay và hai chị và các cháu tham gia đồ chơi. Tôi là dì của cháu Thăng. Riêng cháu Thăng ở nhà tôi thì cháu thì rất chi là linh hoạt, vui vẻ, thì cũng có trải qua một đời vợ như vậy. Thì qua cũng là cháu nó cũng bị sốc mấy năm. Anh em bạn bè cũng là động viên cháu là vượt qua và sẽ ấy. Thì cháu đăng ký chương trình. Ngồi nghe nãy giờ thì hai cháu bên đây thì cũng là hoàn cảnh như vậy. Thì thật ra là người phụ nữ mà ai cũng cảm thông. Theo gì thì cái này thì là phải để cho cháu tự lựa chọn. Nói gì thì chỉ là nhìn thì hai cô gái cô nào cũng dễ thương. Dì cũng mong là cháu sẽ tìm một người bạn mà hợp tình và hợp lý và thông cảm và cùng hoàn cảnh với mình. Mong là cháu là tự lựa chọn theo trái tim của mình. Khó quá. Đi qua đây chị ạ. Qua thăm. Thăm gì ạ? Thăm. Tường à. Hy vọng lần này em sẽ vượt qua được cái mối tình nó hơn 6 tháng. Hai cô gái này rất căng thẳng Tường ơi. Em bột giặt Jones 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1. Giờ tôi chẳng cần mua bột giặt kém nước xả vải nữa. Không chị. Trong mối quan hệ đó nó có thân thiết khăng khít tới mức nào rồi? Nắm tay chị. Có hôn chưa? Chưa. Hai mối tình? Dạ. Chưa hôn cái nào? Dạ. Có nghĩa là còn trong trắng trinh nguyên. Trong trắng trinh nguyên. Em đã học đại học năm 3 thì em xin về em cưới vợ. 26 tháng 10 vợ em mất. Vợ em mất trước khi em về nên em không có không về kịp, không có kịp được. Em ly dị năm 2017. Ủa là cưới xong bao lâu thì ly dị? 3-4 năm rồi mới ly dị. Tại là mình cũng nuôi con luôn từ dạ, lúc đó em tới nuôi giờ con luôn. từ hồi con còn nhỏ tới bây giờ. Em gặp nhiều cái trục trặc về tình cảm vợ chồng, thành ra cái tâm lý của em nó không có được ổn định. Thì em bị một cái vấn đề về tâm lý, đó là bị trầm cảm sau sinh. Sau khi sinh thì họ phải ở nhà giữ con rất là cực. Chung là em có đã trải qua cái đó rồi. Em trải qua cái đó rồi. À, là em động. Và bây giờ các Tường xin trân trọng giới thiệu sự xuất hiện của hai chàng trai ngày hôm nay. Vỗ tay thật lớn lên quý vị ơi. Chị Tường ơi. Ơi. Ngon lành không chị? Cũng. Ủa cái gì ngon? Hả? Ngon dành cho hai bạn nữ. Mời hai hot girl đàn gái ra nè. Hai chàng trai nhìn thẳng về phía trước. Wow. Phải đích thân lên rước xuống rồi. Đó. Wow. Trời ơi. Đích thân em lên rước hai hot girl về đó nha Tường. Ghê vậy hả? Hai hot girl luôn hả? Hot girl á. Bây giờ mình sẽ giới thiệu đi. Trước tiên là những thông tin rất là cơ bản để chúng ta có thể hiểu được bốn người tham gia chương trình hôm nay là ai. Em, chàng trai ngồi ở chiếc ghế màu đỏ. Xin chào chị Cát Tường, anh Đạt cũng như toàn thể quý khán giả. Em tên Thi, năm nay em 28 tuổi, quê quán ở Bến Tre. Thi? Dạ Thi. À, quê quán ở Bến Tre. Tre, dạ. Thi đang làm công việc gì? Dạ, chuyên viên phát triển khách hàng. Phát triển khách hàng về cái gì? À, mảng sale á chị. Có nghĩa là mình làm sao để cho khách hàng nó càng ngày càng nhiều á. Đúng rồi, mình lấy đơn hàng cho công ty. À, em làm công việc này lâu chưa? Dạ, được 5 năm rồi chị. 5 năm rồi. Dạ. Hôm nay em đến tham gia chương trình với ai? Dạ, em đi một mình. Đi một mình? Dạ. Ủa, Bến Tre cũng gần Sài Gòn, sao không người nhà không đi theo ủng hộ? Tại người nhà cũng bận công việc á chị. À. Dạ. Người nhà cũng cần kết quả rồi.
cần kết quả thôi, nghĩa là người nhà biết mình hôm nay tham gia đúng chương rồi. Trình dạ rồi. Chàng trai ở chiếc ghế màu xanh, khoan chị ơi, màu đỏ thì phải nghe màu đỏ nói liền chứ. Đúng rồi, đúng để rồi chị mũi. Thấp quá. Đây cô gái ngồi chiếc ghế màu đỏ sẽ bắt đầu thở thẻ nè. Dạ em xin chào hai MC, em chào anh Hứa Minh Đạt, em chào chị Cát Tường và tất cả mọi người đang ở trường quay ngày hôm nay ạ. Em xin chào hai chàng trai bên kia luôn ạ. Em tên là Châu Ngọc Hảo, 29 tuổi, hiện tại là đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là kinh doanh dịch vụ giặt sấy, giặt hấp. Rồi em giới thiệu cho người ta bột giặt tròn đi em, giặt sạch cho nó lẹ, 2 trong 1 luôn. Đó, đây này, sẵn đây anh giới thiệu luôn nhà tài trợ chính của chương trình ghép đôi thần tốc, đó chính là bột giặt Choice 2 trong 1. Có nghĩa là vừa xả vừa giặt tất cả chỉ trong một thôi, em có thể sử dụng cái đó. Có nghĩa là đến với chương trình ngày hôm nay nhiều khi tuy 2 mà 1. Đó, đó là ý đến nghĩa là 2 người trình. Nhưng về chỉ 1 nhà. Hôm nay Thảo đi với ai cưng? Dạ hôm nay em đi tới với bạn thân và con gái của em ạ. Có bạn thân có con gái nữa hả? Bạn thân. Wow, đội ngũ rất là hùng hậu nha. Ở dưới nhìn xuống nữ công nhận là đông thiệt. Wow, mà chưa biết ai ai là bạn, ai là con của ai, 2-3 đứa con luôn kìa. Chàng gái đông quá, 2-4-5 người phụ nữ ở dưới luôn, ngũ long công chúa. Thêm trội có bà bầu nữa là chắc 6 người đó vậy. Rồi bây giờ tới cô gái màu xanh luôn đi. Màu xanh luôn. Dạ em xin chào anh Đạt, xin chào chị Cát Tường và tất cả mọi người ở đây ạ. Xin chào hai bạn nam bên kia. Em tên là Bạn Thị Mai, em 26 tuổi, hiện tại đang làm việc và sinh sống tại Bình Dương. Mai đang làm công việc gì? Làm gì? Dạ em làm nail và nối mi ạ. Nail và nối mi, chăm sóc sắc đẹp. Nay là Mai đi với ai? Dạ em đi với hai người bạn thân Chi Kỷ và con gái của em. Ủa? Có con gái. Hôm nay là coi như là mua 1 tặng 1 không á nha. Ồ quá dữ. 2 trong 1 nhiều quá hả chị? Lời nha. Mời em trai ở chiếc ghế màu xanh. Dạ chào chị Cát Tường, chào anh Hứa Minh Đạt, chào toàn bộ quý vị khán giả. Em là Thăng, năm nay 31 tuổi. Hiện tại em đang làm trợ lý tổng giám đốc cho tổng giám đốc hệ thống lỗi gạo bảo hiểm 109. Em đến từ đâu? Em quê ở Thanh Hóa. Thanh Hóa em vào đây lâu chưa? Em mới vào hơn 2 năm. Hơn 2 năm thôi, dạ. Mình đã quen với cuộc sống trong này chưa em? Em cũng chưa quen lắm. Chưa quen, dạ. Hôm nay mình đến tham gia chương trình với ai? Em đến với dì của em ạ. À dì là ở trong Nam hả? Dạ, dạ chào dì. Vâng ạ. Dạ. Cho Tường hỏi cảm xúc hai chàng trai chút xíu. Dạ. Hôm nay tinh thần mình đến là mua 1 tặng 1, cảm xúc mấy bạn thấy sao? Thấy vui lắm chị, hớn vui hở hả? Dạ. Hớn hở lắm hả? Dạ. Đang mở như mở cờ trong bụng mở hả? Cờ trong bụng. Còn em? Em thì tại vì các em làm cái này cũng hay, có chương trình, những chương trình như vậy á, nên mà thấy rất ok và hào hứng. Ủa gì ta đang hỏi cái vụ mua 1 tặng 1 mà. Thì mua 1 tặng 1 các em bán cái này cũng có những lần có chương trình mua 1 tặng 1 chị, khách hàng cũng rất chi là vui và em bây giờ đang trong cái tâm thế như vậy. Rồi, trước mắt là cảm thấy ổn. Rất dứt khoát, rất đàn ông hả chị ha. Bên đây hai chàng trai đều biết hai cô gái bệnh có con luôn rồi. Mày nhìn giới thiệu ngắn vô thẳng luôn cái tình trường cho chị đi. Thảo đang ngồi ghế đỏ phải không em? Dạ đúng rồi ạ. Rồi Thảo tình trường đi cưng. Em vừa chia tay với người chồng trước của em được hơn 1 năm rồi ạ. Hơn 1 năm. Dạ. Nói chung là hết yêu là lý do là không hợp nhau thôi. Cái cuộc hôn nhân nó kéo dài bao lâu em? Dạ, cuộc hôn nhân của em là kéo dài được 3 năm hơn chị. 3 năm hơn. Biết là cái nỗi đau thì mình cũng không nên khơi lại. Tuy nhiên không biết là Thảo có thể chia sẻ nguyên nhân tại sao mà cụ thể là mình chia tay không? Thứ nhất là do người kia họ ghen tới mức mà gọi là không control được cái hành động của người ta. Cái thứ hai á, người ta hơi gia trưởng một tí, bắt em vào một cái khuôn khổ của người ta. Nhưng mà em là một người hoạt bát, năng động. Khi mà ép em vô như vậy thì em cũng khó chịu. Được một thời gian thôi rồi sau đó là em cũng không chịu được. Thì sau đó thì em có xin phép bên gia đình chồng là em về bên nhà mẹ em. Sau khi về bên nhà bên này á, thì em mới phát hiện ra là người đó có một cái mối tình phía sau lưng em mà em cũng không biết luôn. Xong rồi em về nhà bên đây em mới được biết về cái thông tin đó. Lúc mà em đề xuất ly hôn thì cái người chồng đó của em có nắm níu, có níu kéo gì không? Dạ dạ thưa là không chị. Tại vì người ta đã và đang có một người phía một sau rồi. Một mối quan hệ khác rồi. Một mối quan hệ khác rồi nên người ta khi mình đề cập tới vấn đề đó thì người ta thôi. Chỉ cần chờ tới đó thôi, chỉ cần đợi người vợ là chia tay cho nó hợp thức quá thôi. Thì khi mà nghe Thảo chia sẻ vậy thì cảm xúc của em hiện tại như thế nào? Em cũng khá đồng cảm với hoàn cảnh của bạn đó.
Tại vì em sống tự lập một mình từ nhỏ chị. Em có ngại gì không? Dạ không, em thì quan trọng là mình thương nhau, mình tôn trọng nhau là được rồi chị. Thảo hiện tại là mình nuôi con gái luôn đúng không Thảo? Dạ đúng rồi chị ạ. Trường hợp của Thảo là sau khi sinh thì cũng khó khăn đúng không? Sau sinh em gặp nhiều cái trục trặc về tình cảm vợ chồng. Thành ra cái tâm lý của em nó không có được ổn định. Thì em bị một cái vấn đề về tâm lý, đó là bị trầm cảm sau sinh. Sau khi sinh 6 tháng là em phải đi điều trị tâm lý 6 tháng nữa. Nhưng mà bây giờ em đã vượt qua được rồi đúng không Thảo? Dạ đúng rồi chị. Hiện tại thì em đã kiểm soát được nó là khoảng 70% rồi. Chia sẻ vậy để cho các quý ông có đang theo dõi chương trình á, mình cũng phải hiểu và thương cho thân phận người phụ nữ khó khăn trăm bề đúng không? Nãy giờ là nghe Thảo tâm sự, mà bây giờ chưa biết cái những cuộc tình trường của anh chàng bên kia thế nào nha. Sao Thi? Dạ em có hai mối tình mà cũng em cũng định nghĩa nó cũng phải mối tình đó chị. Nó giống rất là giống nhau, cũng như là quen tầm khoảng chưa tới 6 tháng tự dưng là bạn chia tay không? Cái bạn nữ đầu tiên là trùng ngày tháng năm sinh em luôn. Cái sinh nhật cái em tặng cái đồng hồ. Tặng xong cái bạn không nói em tiếng nào, bạn đi mất tiêu luôn. Không một lý do. Không một lý do, không lời từ biệt luôn. 3 năm sau một mối tình cũng y chang vậy luôn. Dạ. Có tặng cái gì không? Không, không sao, không tặng gì hết. Không tặng. Dạ. Tặng đồng hồ cũng đi em... mà không tặng cũng đi. Đúng rồi, em có nói chung là có cảm giác mình cũng sợ cái giống mối tình đầu vậy nên em không dám mạnh dạn. Mà cũng có 6 tháng thôi. Dạ, cũng không tới 6 tháng, khoảng 4 tháng mấy 5 tháng. Không một lời từ biệt, không một lý do luôn. Biến mất không lý do. Biến mất luôn. Lý do gì mà em bị người ta bỏ mà không một lời từ biệt? Cũng vòng vòng đi ăn xem phim vòng vòng gì đó à. Trời bên đây nói nè, gọi là cái Thảo nói rè. Ở bên bển là bị đục rè. Cho chị hỏi hơi tế nhị xíu là trong mối quan hệ đó nó có thân thiết khăng khít tới mức nào rồi? Nắm tay chị. Nắm tay à, dưới làm gì khán giả cười cái đâu. Có hôn chưa? Chưa. Hả? Năm nay em nhiêu tuổi? 28 chị. Hai mối tình. Dạ. Chưa hôn cái nào? Dạ. Cả hai cô đều chưa hôn cô nào hết. Dạ đúng rồi. Thôi chị hiểu nguyên nhân sao em bị bỏ rồi. Nhưng mà tại sao em không hôn? Sợ chị. Sợ cái gì? Em sợ gì? Hồi hộp chứ ngại á chị. Trời ơi chết rồi, trời buổi này mà 28 tuổi thanh niên mà chưa biết hôn. Lúc rồi tôi câu anh chàng. Có hôn không? Dạ. Có biết hôn không? Dạ biết chị. À, biết rồi. 28 tuổi chưa hôn lần nào, có nghĩa là còn trong trắng trinh nguyên. Trong trắng trinh nguyên. Bị mặc cảm gì mà ngại hung vậy ta? Hả? Không bị xứng. Hả? Sao vậy? Em có bị gì không? Không, em bình thường chị. Chắc không? Chắc. Giờ em để dành đi 28, giờ em để dành 2 năm nữa. Coi như là cưới xong em là trường sinh bất tử luôn á. Trường sinh bất tử luôn á. Dạ sớm đi, trời ơi chết luôn á. Bây giờ qua tới chàng trai này bên đây của tôi nè. Dạ. Nghe chàng là trai này còn trinh em thấy sao? Hả? Không, em không biết nói gì hơn, phải nói là bạn này quá good. Good là good chỗ nào? Very good. Very good gì tụi đâu nói mình good. Very good gì vậy? Tình trường em sao? Ở đây người ta phơi bài hết rồi đó. Dạ tình trường của em thì chắc là... Trời ơi đếm gì vậy? Má đếm gì vậy? Em có chắc là tính là 4 mối tình. 4? Dạ, yêu hơi sớm một xíu. Mấy tuổi? Chắc là năm lớp 9. Nó tầm tuổi. 5 lớp 9? 15 tuổi. 14 tuổi. Là gì em hoảng hốt dữ vậy đã? Hết, em bỏ ngoài, em tưởng đâu 9 tuổi chứ. 15 tuổi. 15 tuổi. Yêu đấy là tình yêu học sinh. Nắm tay. Nắm tay. Có hôn má. Thơm má. Thấy chưa? Người ta 15 tuổi người ta đã hơn ông 28 tuổi. Đến mối tình cuối cùng. Rồi dạ. Cuối cùng nè. Mối tình cuối cùng là khi đấy em đang du học ở Nhật 5 năm. À em có đi Nhật hả? Dạ dạ. Em đang học đại học năm 3 thì em xin về em cưới vợ. Ta coi như đã có một đời dạ, vợ rồi. Có rồi. Về cưới tháng 1 năm 2018. Cưới xong thì em có quay lại đi học tiếp, định tháng 10 sẽ đưa vợ em sang. Nhưng vợ em lại có bệnh không sang được. Vợ không sang được thì em quyết định về mua vé và xin phép trường cái thứ đến mùng 5 tháng 11 năm 18. Nhưng đến 26 tháng 10 vợ mất. Xin lỗi em nha, dạ, chị dạ, buồn nên... chuyện cũ của mình. Vợ mất trước khi em về nên không về kịp được. Có nghĩa là em đã làm thủ tục mọi thứ nhưng mà chưa kịp về. Còn là đúng 10 ngày nữa là em về, em vẫn quyết định về. Lúc đấy mọi người có khuyên là thôi cứ tiếp tục học nên đi. Nên quay lại. Coi như học bên Nhật là cũng dở dàng chứ chưa có. Đúng rồi. Vợ mất là 2018. Sau khi cưới tròn 9 tháng. Cuối 2018. Là cái năm 2013 năm. Nói chung đến bây giờ thì sẽ là đã vượt qua rồi. Chứ còn có một khoảng thời gian là khá là sốc. Rồi bây giờ mình đã ổn định về tâm lý, bây giờ mới mở lòng ra lại đúng không? Dạ. Nãy giờ bên đây cũng đang lắng nghe từng tiếng, từng câu của anh chàng ngồi ghế xanh. Và bây giờ cô gái ngồi cái ghế màu xanh sẽ nói nè. Em trải qua được 3 mối tình chính thức.
Mối tình đầu tiên của em là lúc đó em vừa nghỉ học và quen anh đó. Cái lúc đó là suy nghĩ còn con nít quá. Với lại gia đình anh đó khó, rồi em mới chia tay. Em chia tay rồi em quen người chồng của em. Quen với cưới là 8 tháng, 6 tháng sau em mới có bầu bé. À. Dạ, em ly dị năm 2017. Ủa là cưới xong bao lâu thì ly dị? 3-4 năm rồi mới ly dị. À, cưới xong 3-4 năm bé 4 tuổi mới ly dị. Mình hiện tại là mình cũng nuôi con luôn. Từ dạ, lúc đó em nuôi con từ hồi con còn nhỏ tới bây giờ luôn. Vậy là em lấy chồng sớm đúng không? Dạ đúng rồi, em có chồng hồi 18 tuổi. Dạ. Có ai đeo đuổi mình để mà muốn cùng ngỏ ý chăm sóc con mình, phụ mình không? Sau khi em ly dị á, thì em có quen tình một anh ba. Dạ. Đó, tình thứ ba. Anh đó là con trai một của trong gia đình. Mà gia đình người đó lại như là không thích em vì em đã có con rồi. Sau cái đó là cái tâm lý của em á, em rất là lo sợ. Mẹ em cũng nói là thôi bây giờ ở ngoài không ấy thì thôi lên chương trình đi. Tại vì ở vậy lâu quá rồi. Nhưng người ta thì người ta cũng đã có gia đình rồi, còn em thì ta ở tới gần 3-4 năm rồi. Nhưng mà cũng rất là lo ngại. Thôi không sao, tự tin lên. Em còn trẻ măng à, đừng có lo. Để tôi hỏi hai anh bên này, sao cả hai bạn trai của mình hồi nãy hỏi bên đây rồi, em cũng vậy. Mặc dù là thật ra là mình cũng trải qua một cuộc hôn nhân, tuy nhiên là em cũng chưa có con cái gì hết. Dạ. Thế mình em suy nghĩ như thế nào? Cái đấy của em là bình thường, không có vấn đề gì. Em không có quan niệm bảo là con của ai cả. Nếu khi mà người đấy em đã yêu thương rồi thì con có người đấy cũng là con của em thôi. Hiện tại thì em thấy là cái cuộc sống của hai mình, gọi là kinh tế của mình, nó có đủ để mà mình lo cho vợ con của mình không? Em nghĩ là cũng đủ. Nhưng có một cái là em có hay di chuyển rất là nhiều. Di chuyển là sao? Là em, công tác em, em đi lại tại vì em có đang kinh doanh khách sạn ở Nha Trang với Vũng Tàu nữa. Ồ, kinh doanh khách sạn nữa. Tại em cũng di chuyển giữa hai nơi đấy cũng nhiều. Hỏi nhà gái coi, ví dụ như lấy chồng mà chồng hay đi công tác qua đêm như vậy thì các bạn gái có đồng ý không? Có lòng tin ở nhau là vượt qua hết ạ. Em nghĩ mình có những cái điểm mạnh, điểm yếu gì? Điểm mạnh của em thì chắc là cũng không có nhiều điểm mạnh. Việc nhà em làm được, nấu cơm, rửa bát, quét nhà, vui tính, vui vẻ, hòa đồng, có khả năng kết nối mọi người. Đấy là nhận xét của những người xung quanh. Hay hát, vui vơ. Dạ. Hát là cái điểm yếu hả? Vơ, điểm mạnh đấy anh. À, điểm mạnh hả? Mình thể hiện một chút điểm mạnh đi nè. Vơ vơ vài câu đi. Vơ nè. Em xin gửi đến hai bạn nữ bên kia với anh chị quý vị khán giả chắc một đoạn của bài Tình Nghèo Có Nhau. Tình Nghèo Có Nhau. Anh không đi tìm người yêu lý tưởng đâu em. Anh không đi tìm người yêu tuyệt đối đâu em. Anh không đi tìm người yêu nhan sắc mỹ miều, người yêu đai cát cao sang, lụa là gấm hoa vàng son. Anh không đi tìm người yêu đội trắng thay đen. Anh không đi tìm người yêu say đắm xa hoa. Anh không đi tìm người yêu cao quý ngốc ngà, lầu cao xe cát em ơi, suốt đời vẫn luôn vững bền. Wow, ngon nha, ngon nha. Bên kia là chàng trai đó có thể làm tất cả việc nhà được hết, giỏi giang, hát hay gì nữa. Bây giờ em có một cái sở trường hay là một cái thế mạnh gì để mà bù đắp cho những cái đó không? Sở thích của em á là nấu ăn cho gia đình. Nấu ăn cho gia đình. Dạ, và có thể làm hết tất cả công việc nhà. Cái khuyết điểm của em là em hay nhậu hay tâm trạng. Hay nhậu. Hay nhậu hả? Hay nhậu hay tâm trạng. Rồi, có bạn nhậu luôn người ơi. Ủa, buồn là nhậu nhiều hay vui là nhậu nhiều? Dạ, em vui thì em uống ít, mà em buồn thì em uống nhiều. Mà thường là hay vui hay buồn? Dạ, em buồn. Vậy là nhậu hoài, tủ lượng mấy chai? Thế mà lúc mà em buồn thật sự luôn á, em với nhỏ bạn của em mà nó đang ở ngoài Hà Nội á, là hai đứa thì chắc cũng gần thùng. Trời ơi. Là người nửa thùng á. Chơi nổi không? Đâu bên dạ. Kia kìa, coi kèo bên kia biết nhậu không? Ôi, biết nhậu không cưng? Biết nhậu dạ. Không? Tôi nhìn cái kiểu này là cái dân này là không biết nhậu rồi. Dạ không phải đâu chị. Hả? Hả? Có nhậu ít. Nhậu ít hả? Nhưng lầy. Trời ơi. Ôi gặp. Lầy là lầy sao em? Em nhậu và ai? Ủa nhậu ít mà lầy lắm. Sao được? Mà thường là bao nhiêu ly lon là không nhớ. Tiểu lượng bao nhiêu? Tiểu lượng của em á hả? Có những hôm chỉ có 2-3 lon là em cũng say. Là lầy rồi đó. À, lầy thì từ đầu đã lầy luôn rồi đó. Vô nhậu cái là lầy. Nhậu luôn là lầy. Vậy là chỉ cần nói tới nghe chữ nhậu là lầy rồi. Đấy, bây giờ là em đang lầy rồi này. À vậy hả? Nhưng mà em nghĩ sao về một cô gái nhậu nhiều? À thế thì mình lại có cả. Có cả luôn.
có cả nhậu á. À có bạn nhậu đúng không? Đúng rồi. Em thấy một cô gái nhậu nhiều vậy em thấy sao? Nhậu mà có điểm dừng là được vậy. Hết thùng dừng. Nhậu thùng nhậu lại đâu. Hết thùng rồi hết bia dừng. Em nhậu được nhiều ít. Khi em về em làm thì em nhậu được 2-3 lon em nghĩ chị. Còn cái này em vui thì chắc cũng 5-7 lon. 5-7 lon. Có cái khuyết điểm gì không em? Tật xấu gì không em? Em hơi nóng tính xíu. Dạ trong cái khi mà công việc với trong cuộc sống mà nó đổ dồn lên đó chị. Khi em hơi nóng tính em la lên. Cô gái ở ngồi ghế màu đỏ thì sao? Em có những điểm mạnh điểm yếu gì cưng? Em thích chăm sóc người chồng và gia đình nhỏ của em. Điểm yếu lớn nhất của em là em hơi bị nóng tính. Mình này nóng tính, mình đó cũng nóng tính. Thi cũng nóng mà Thảo cũng nóng nữa. Bữa nay là Thảo tới với ai nè? Dạ em tới với bạn thân của em và con gái. Tới bạn thân? Bạn thân và con gái. Con gái em nó cũng cái tính em hơi tăng động giống em. Nên chắc chạy vòng vòng đâu đây chơi rồi. Kìa con gái vô rồi kìa. Dễ thương quá. Rồi chào em gái, em giới thiệu về mình đi cưng. Chào khán giả trường quay, chào hai MC, chào bốn bạn chơi. Em lên là Thủy, em là bạn của Thảo. Hôm nay em với lại con gái của Thảo đến cổ vũ Thảo để Thảo có được một tình yêu mới trong khoảng thời gian mà bạn đã bị tổn thương và mất mát quá nhiều. Là một người bạn thân thì em hy vọng là bạn sẽ có được một tình yêu như ý. Hai chàng trai bên đó thế nào nhỉ? Mình thấy là bạn nam ngồi ghế đỏ giống như Thảo cảm nhận á Thảo. Mình thấy là hơi rụt rè một chút xíu. Còn cái bạn ngồi ghế xanh á thì có vẻ trưởng thành hơn. Thủy thấy gu của Thảo nằm ở ghế xanh hay ghế đỏ Thủy hả? Theo Thủy thấy nha, theo cảm nhận mà chơi với nhau lâu năm như vậy thì mình thấy cái bạn ghế xanh này gu của bạn hơn á nha. Cảm ơn em. Không phải là bạn ghế đỏ không phù hợp mà Thủy thấy là bạn ghế đỏ chưa đủ kinh nghiệm để mà có thể trong mối quan hệ với Thảo mà được lâu dài. Cảm ơn em, cảm ơn em. Con của em là bé mặc dạ, áo xanh. Dạ bé mặc áo xanh. Bây giờ con tự giới thiệu tên con bao nhiêu tuổi, ngày hôm nay con tới với ai và nãy giờ con nhìn thấy hai chú bên đây ai mà con thích nhất? Dạ con tên Bảo Nhi. Bảo Nhi. Rồi, Nhi năm nay mấy tuổi? Dạ con 7 tuổi. 7 tuổi, hồi nãy giờ con có nghe mấy cô chú trên này nói chuyện con hiểu không? Dạ hiểu. Hai chú này nè, một chú ghế xanh, chú ghế đỏ nè. Con tư vấn, nên tư vấn cho mẹ con là chọn chú nào? Con nghĩ là chọn chú áo vét thôi. Chú áo vét ở ghế màu xanh. Có chú áo vét. Tại sao? Tại sao con lại chọn chú màu xanh? Tại vì con thấy cũng được. Được là được chỗ nào con? Cô thấy chú này cũng được nè. Dễ thương nè, hiền lành nè. Vui tính nữa. Vui tính nữa, về có thời gian chơi với con nữa. Sao con không chịu? Tại vì con thấy hơi kỳ. Hả? Con muốn mẹ hôm nay lên đây sẽ như thế nào? Con muốn mẹ hôm nay lên đây để được làm người yêu của người khác. Wow. Giờ con nói con chọn chú áo vest màu xanh phải không? Giờ con phỏng vấn chú vài câu cho cô coi. Con nói chuyện trực tiếp với chú. Chú ơi. Ơi. Chú có nói ăn giỏi không? Chú nói ăn ok. Chú biết làm mì xào không chú? Hả? Chú biết làm mì xào không? Mì xào hả? Ok, chú biết làm hết. Chú có chở con đi chơi không? Rất đơn giản. Con hỏi chú ghế đỏ. Chú ghế đỏ. Qua chú ghế đỏ. Có ghế đỏ nha. Có hỏi chú ghế đỏ là có tia đó. Hỏi đi con. Chú ghế đỏ có biết nấu ăn không vậy? Biết. Nhưng mà một số món như là cá chú không biết làm. Nếu mà mẹ con đòi cái gì thì chú có làm gì được không? Có. Thí dụ như mẹ con đòi cái gì nè? Thí dụ mẹ con đòi mua đồ thì chú mua cái gì con? Mua đồ. Mua cái gì con? Cụ thể luôn. Cụ thể luôn. Con biết là mẹ con thích mua cái gì con hỏi chú luôn. Có thể là mẹ con thích mua những cái bộ đồ. Đồ đẹp mặc hả con? Những bộ đồ đẹp. Chú có mua không? Dạ mua chị. Dạ con trả lời. Trả lời với con. Dạ chú mua con. Chú sẽ mua cho mẹ con. Chú sẽ mua cho mẹ con. Mấy bộ? Theo yêu cầu của mẹ. Cho con chọn lại đó. Giờ con chọn chú nào? Chú ghế đỏ. Chú ghế đỏ. Chú ghế đỏ chỉ vì mấy bộ đồ thôi. Con đã quyết định chọn chú ghế đỏ. Nhưng mà nãy giờ thắc mắc là chị bầu với chị hot girl là đi với ai vậy? À, dạ em xin chào tất cả mọi người trong trường quay. Em chào hai MC. Con chào cô bên nhà trai. À, em xin tự giới thiệu, em là tên Ngọc, bạn thân của Mai. Theo em thì em thấy Mai hợp với ghế màu xanh. Tại vì em thấy là bạn đã trải qua một cái cuộc hôn nhân nên là có thể hiểu được cái cảm giác của bạn em. Và có thể hai người có thể bù đắp và dung hòa tình cảm với nhau. Ý kiến của bạn bè đôi lúc chỉ là tham khảo, nhưng mà ý kiến của con gái là đôi lúc phải nghe nha. Họ nhà trai chỉ có một người lớn duy nhất tham gia ngày hôm nay.
Con chào cô. Xin chào toàn thể trường quay và hai chị và các cháu tham gia đồ chơi. Tôi là dì của cháu Thăng. Riêng cháu Thăng ở nhà tôi thì cháu thì rất chi là linh hoạt, vui vẻ. Thì cũng có trải qua một đời vợ như vậy. Thì qua cũng là cháu nó cũng bị sốc mấy năm. Anh em bạn bè cũng là động viên cháu là vượt qua và sẽ ấy. Thì cháu đăng ký chương trình. Ngồi nghe nãy giờ thì hai cháu bên đây thì cũng là hoàn cảnh như vậy. Thì thật ra là người phụ nữ mà ai cũng cảm thông. Theo gì thì cái này thì là phải để cho cháu tự lựa chọn. Dì thì chỉ là nhìn thì hai cô gái cô nào cũng dễ thương. Dì cũng mong là cháu sẽ tìm một người bạn mà hợp tình và hợp lý và thông cảm và cùng hoàn cảnh với mình. Mong là cháu là tự lựa chọn theo trái tim của mình. Khó quá. Đi qua đây làm chi ạ? Qua thăm. Thăm gì ạ? Thăm. Tường à. Hy vọng lần này em sẽ vượt qua được cái mối tình nó hơn 6 tháng. Hai cô gái bên đây rất căng thẳng Tường ơi. Em vừa nghe một cú thở dài. Mở cửa trái tim. Wow. Thấy hồi hộp. Có gì đâu em, mình mới nhìn thôi mà. Xinh quá. Xinh quá hả? Ủa sao bên kia không dám nhìn luôn hả? Sao vậy em không dám nhìn luôn hả? Quá lắc đầu đi. Hai chàng trai thốt ra một chàng trai xinh quá, còn chàng kia chỉ lắc đầu. Để nhà trai tôi im lặng. Tình rồi. Tâm hai nhà trai rất rung. Ưu tiên họ nhà gái phát biểu cảm nghĩ trước. Thảo ngồi gần ghế màu đỏ. Hai người nãy giờ là gần nhau như sạc điện qua sạc điện lại á. Bây giờ cảm xúc như thế nào? Cho em xin hỏi hai chàng trai một câu hỏi. Hai anh nghĩ như thế nào khi mà mình tiến tới với một người phụ nữ mà đã lập gia đình rồi và đã có con rồi? Cơ thể của họ sẽ không được như những người phụ nữ bình thường. Có những cái điểm khuyết điểm xấu và những cái chỗ mà người ta không muốn cho thấy. Mấy anh có thể yêu thương con của người phụ nữ đó như con của mình hay không? Em muốn hỏi ai trước? Em muốn hỏi anh Ghế Xanh trước ạ. Quan điểm của anh về cái việc người phụ nữ đã từng trải qua một đời chồng rồi và có những cái tổn thương rồi á, anh trân trọng tất cả những cái điều đấy. Anh khi đã yêu ai rồi á thì tất cả những gì của người đấy thì là của anh. Em mời anh Giấy Đỏ. Sau khi một trải một tình mình đổ vỡ á, thì đứa bé nó sẽ bị thiếu thốn một phần tình cảm. Thì anh chỉ cố gắng đừng bù đắp cho hai người. Còn cái vấn đề mà em nói là vấn đề sinh nở thì anh cũng có một chút tìm hiểu là khi phụ nữ họ sanh á thì họ cũng phải một tiêm thuốc vô cái xương sống, họ rất là đau. Sau khi sinh thì họ phải ở nhà giữ con rất là cực. Chung là em có đã trải qua qua cái đó rồi, đã trải qua qua cái đó rồi. Em trải qua cái đó rồi. À, là em động, em đó hỗ trợ chị, em nói. Cảm nhận của Thảo khi mà nhìn thấy hai chàng trai này như thế nào? Theo cảm nhận của em về mặt nhìn á và cái mặt nhìn trước thì em có ấn tượng với anh Ghế Xanh hơn. Ừ. Cái cuộc hôn nhân trước của em á thì nó trải qua rất là nhiều đau khổ mà người phụ nữ sau sinh đó, người ta có những cái vấn đề mà cần cái người chồng người ta tâm lý nhiều hơn. Thì ở người chồng trước thì em không nhận được cái điều đó ở người ta. Thế còn em gái, cảm nhận của em và hai chàng trai của chương trình ngày hôm nay như thế nào? Thật sự là tại vì em cũng đã từng đổ vỡ rồi nên từng là trải hết rồi. Dạ. Nghe cái tâm sự của anh Bé Xanh là em thấu hiểu được cái nỗi đau mất mát đó. Bây giờ tới cảm nhận của hai chàng trai nè. Trước tiên là đổi áo là chi của người ta đi. Ông Đạt, ông Tàu sao? Người ta đổi chỗ không đổi, ông qua đổi áo. Đổi người ta đổi luôn con người, đổi con cái áo không. Trời ơi. Về đúng là con người của mình rồi đó. Đúng con người mình rồi đó. Giới thiệu cho các em. Đây, anh nắm tay. Rồi, em nói trước đi. Cảm nhận của em về hai cô gái của chương trình như thế nào? Em thấy hai cô gái này hoàn cảnh thì rất là giống nhau. Ừ. Em cảm nhận là hai cô gái cũng có một số điểm tương đồng với em. Ừ, cố gắng lên nha, phải nói sao cho hay sàng nha. Lọc đây nha, là cơ hội cho em đó. Đây là Thảo nè, đây là Mai nè. Thảo Mai. Người Thảo Mai. Trời ơi, Thảo, Thảo Mai luôn hả? Thảo Mai. Bây giờ là cơ hội cuối cùng nè. Nói không? Dạ nói chị. Rồi nói nhanh. Mời em. Cái gì vậy? Cầm không, cầm bông lên rồi. Thể hiện đàn ông mà. Qua đi cưng. Gửi mày. Ồ. Oh. Cũng như lần thi nói, có những thứ thi nói cũng như là
không được tốt. Nên Thi viết một lá thư. Nói gì đi em, nắm tay đi em, xin nắm tay đi em. Nắm tay. Nắm tay mới thử cảm xúc được. Thì xin nắm trà nắm tay mà. Thì biết mà đã trải qua nhiều cái khó khăn cuộc sống. Thi không hứa nhưng mà thì sẽ cố gắng bù đắp cho mẹ con mày. Thì đó. Xong chưa, xong chưa? Dạ xong rồi. Ok ok. Rồi thôi được rồi, buông tay. Rồi rồi rồi. Chị vẫn muốn em nắm tay luôn cả Thảo nữa. Dù sao Thảo cũng là cô gái mà chương trình đã ghép đôi cho em. Đúng rồi, đo cũng luôn cần cảm một người xúc. Đàn ông chàng trai cần phải có nhiều nắm tay hơn nữa. Để mà san sẻ tình cảm. Rung lắm anh Đạt. Rồi không. Rung lắm luôn. Rung lắm, rồi có nói gì không nè? Thì chỉ nói một câu là Thảo cố lên nha. Vâng. Rồi nha, chị đã tạo đầy đủ cơ hội cho em. Đừng nói là chị không có tạo cơ hội nha. Dạ. Rồi bây giờ là đến bên đây nha. Bây giờ mình bản lĩnh tự tin mình đến thẳng luôn đi thăng. Dạ. Thăng luôn. Nhìn thấy hai bạn quá xinh. Không nghĩ là mình sẽ được sắp xếp để gặp các bạn xinh như vậy. Làm cho em rất khó. Khó để lựa chọn. Giờ thật tiếc. Tiếc vì nếu được em sẽ chọn cả hai. Xong tình huống dần dần. Tại vì có quyền mà em. Đó là cái con người mình phải có cái sự tham lam chứ đúng không em? Hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim mình. Bây giờ em muốn lại gần để cảm nhận. Cho em nắm tay mỗi người 30 giây. 30 giây thôi á? Ừ, nhanh lắm em, thời gian. Ông này ông nói con câu à. Cố lên em là hết giờ rồi đó. Rồi mời rồi. Em anh xin phép em có thấy anh run không? Anh đang rất run. Tay em lạnh. Cũng run. 30 giây hết rồi. Thôi đi. Hết giờ luôn. Chào em. Cho anh được. Gì khóc rồi hả Cưng? Sao thấy chùi nước mắt vậy? Đâu lau mồ hôi đấy chị. Tay em cũng lạnh hả? Em đang run. Rồi rồi rồi. Về về luôn. Không bây giờ về về để dành mấy câu nói sao? Về về. Đừng lầy đừng lầy. Trời nắm tay tôi. Thôi đừng lo tôi về. Kính thưa quý vị, và bây giờ không còn gì để nói hết. Chúng ta sẽ đến giây phút quan trọng nhất. Đó là khoảnh khắc quyết định. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt Jones 2-1 mới làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-1 giặt và xả tất cả trong một. Hãy nhìn kỹ vào những chiếc nút bấm nơi ghế của mình và đưa ra sự lựa chọn. Các bạn có quyền bấm nút đỏ, bấm nút xanh hoặc cũng có quyền không bấm nút nào cả nếu như chúng ta không cảm thấy rung động. Sau 3 tiếng đếm của ông Mai, Hứa Minh Đạt, các bạn hãy đưa ra sự lựa chọn của mình. Xin mời. Và đây là sân khấu của ghép đôi thần tốc, là nơi thể hiện cảm xúc thật của trái tim. 3 2 1. Hết thời gian. Bấm. Đường bên kia đã đi về bên đây, chỉ có hai bên đây đi về với nhau. Hai bên đây đi về với nhau nè. Ừ. Còn xanh với xanh này là đi về luôn. Vậy là chúng ta cũng có được một cặp đôi. Chúng ta có một đôi hôm nay rồi. Xin mời Thang. Xin mời Thảo. Chúng ta đã trở thành một cặp đôi. Vậy mà tôi tưởng nó rất quớt chứ trời. Thôi tôi bị quán gà. Đúng địa chỉ chưa? Dọn chưa? Rồi rồi đúng rồi. Chắc không? Dạ. Chắc cứu không? Chắc mà. Thì nhìn qua cổ, nắm tay cổ. Rồi nói là những lời hồi nãy còn chưa nói xong nè. Ừ. Cho anh lại lấy quà. Quà này em tặng chị. À cảm ơn em. Cảm ơn em. Tặng em. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Còn đây là món quà anh chuẩn bị trước. Anh đeo cho em ha. Wow. Wow. Rồi. Đây. Để. Đây, còn này em sẽ dùng cái này làm cái gì nè? Món quà này em gửi tặng cho anh. Thì em cũng không có gì nhiều hết. Em lần đầu tiên em gặp anh, em cũng không biết tặng gì cho anh hết. Đúng rồi. Nhưng mà em nghĩ là món quà này cần thiết đối với anh. Và anh có nói là anh đi công tác nhiều á. Thì em nghĩ chiếc ly này sẽ đi cùng anh.
Giống như là em ở bên cạnh anh. Ở trên đó có dấu son của em. Có vết son của em nữa. Một tràng pháo tay cho cặp đôi ngày hôm nay. Tường ơi, ở đây vẫn còn lẻ loi món quà vậy. Mời sao? Lên đứng luôn cho sao giờ. Bây giờ lên em trai. Món quà này nè. Mời Thi. Em có gì không? Em tặng cho anh ghế đỏ. Tặng cho anh ghế đỏ. Đấy, em qua anh đây. Ghế đỏ. Hôm nay em cũng cảm ơn anh và cũng tại vì cái thời gian nó quá ngắn nên là cũng có thể là mình chưa có hiểu được những cái suy nghĩ. Nói chung là mình có duyên gặp đây, nếu mà còn cái thời gian sâu nữa có tặng anh cái dây thắt lưng. Cảm ơn em. Dạ. Rồi. Về vị trí cũ em. Em đứng đó. Nắm tay. Đó. Đi vô đám cưới luôn. Hôn đi. Hôn đi. Hôn đi. Hôn đi. Hôn đi. Anh xin phép cho anh hôn em vào má. Quý vị, như vậy là chương trình hôm nay ông mai bà mối cũng đã thành công được 50%. Nắm tay vào đi hai bạn, đừng buông tay nhau ra dù cho giông bão có xảy ra. Chúng tôi sẽ có những phần quà dành tặng cho, trước tiên là cặp đã thành công trong chương trình ngày hôm nay, đó là chiếc điện thoại Realme chụp siêu nét, sạc siêu nhanh, xin gửi tặng cho hai bạn. Wow. Đây, một chiếc điện thoại. Đây, gửi tặng cho em. Hai bạn không ghép đôi thành công cũng có một món quà, đó là một chiếc điện thoại Realme. Đây, em một cái. Nhưng mà nãy nghe hẹn hò với nhau là mình có thể gặp nhau riêng đúng không gì? Sẵn có điện thoại đây, bỏ sim vô xin số luôn nha. Và đây là phần quà dành tặng cho các bạn. Đây là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, nước uống thảo dược Thổ Phục Linh từ công ty cổ phần dược liệu và thực phẩm Việt Nam Vinahealth Food. Gửi tặng cho hai bạn nha. Hay quá. Đây, tặng cho đây. Em. Đây là nhãn hàng bột giặt John 2-1, giặt và xả tất cả trong một, tặng cho mỗi bạn một combo bột giặt John. Và đặc biệt, đây là phần quà đặc biệt đối với những cặp đôi mà ghép thành đôi, nếu mà tiến tới hôn nhân sẽ được sử dụng bột giặt Joy 2-1 miễn phí 1 năm. Wow. Nếu như các bạn đang còn độc thân, muốn tìm kiếm một nửa yêu thương của mình thì hãy nhanh tay đăng ký vào chương trình ghép đôi thần tốc với phiên bản kết đôi như ý bằng cách là tải và cài đặt ứng dụng Netlove. Hãy truy cập ứng dụng Netlove để đăng ký tham gia chương trình nhé các bạn. Kính thưa quý vị và mọi người, hãy nhớ đón xem chương trình ghép đôi thần tốc được phát sóng vào lúc 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và một lần nữa cảm ơn nhãn hàng bột giặt John 2-1, giặt và xả tất cả trong một đã đồng hành cùng với chương trình để tạo cơ hội cho các bạn gặp gỡ và kết nối cùng nhau. Chúc các bạn hạnh phúc bên nhau và sớm báo tin hỷ cho chúng tôi nha. Và bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye bye. Hiện tại thì bây giờ anh Nguyệt đang đột nhập vào trong phim trường của ghép đôi thần tốc, và vừa rồi là một phần ghép đôi rất rất là dễ thương và vô cùng đáng yêu của cặp đôi ngày hôm nay. Bây giờ thì mình sẽ tiến lên trên để có thể một lát nữa thôi thì chúng ta sẽ có thể theo dõi được cái cảm xúc của người chơi sau khi mà xuống sân khấu sẽ như thế nào nhé. Đường bên kia đã đi về bên đây, chỉ có hai bên đây đi về với nhau. Hai bên đây đi về với nhau nè. Ừ. Còn xanh với xanh này là đi về luôn. Vậy là chúng ta cũng có được một cặp đôi. Chúng ta có một cặp đôi hôm nay rồi. Xin mời Thang. Xin mời Thảo. Chúng ta đã trở thành một cặp đôi. Vậy mà tôi tưởng nó rất quớt chứ trời. Thôi tôi bị quán gà. Còn đây là món quà anh chuẩn bị trước. Anh đeo cho em ha. Wow. Wow. Rồi. Đây 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 đây. Đây. Đây, còn này em sẽ dùng cái này làm cái gì nè? Món quà này em gửi tặng cho anh. Thì em cũng không có gì nhiều hết. Em lần đầu tiên em gặp anh, em cũng không biết tặng gì cho anh hết. Đúng rồi. Nhưng mà em nghĩ là món quà này cần thiết đối với anh. Anh có nói là anh đi công tác nhiều á. Thì em nghĩ chiếc ly này sẽ đi cùng anh. Giống như là em ở bên cạnh anh. Ở trên đó có dấu son của em. Có vết son của em nữa. Một tràng pháo tay cho cặp đôi ngày hôm nay. Chào chị. Cảm xúc của anh bây giờ là rất vui, hạnh phúc, rất khó tả. Hay là mình làm bằng hành động hết ta? Dạ. Rất là vui vẻ và
vô cùng dễ thương nha mọi người. Còn đối với chị thì sao? Chị có cảm xúc như thế nào? Hiện tại á, cảm xúc hiện tại của em cũng đang còn vẫn còn rất là run mà. Tay em lạnh hết trơn. Hôm nay em đi đến đây á với tinh thần là mình đến mình chơi và mình kết bạn thôi. Thì em không có nghĩ là sẽ được ghép đôi thành công với anh Thăng. Đó đến dưới nãy giờ em ủng hộ hai anh chị sắm rất là dễ thương luôn. Chị với Thăng lắm nhẹ. Hôm nay chị đến đây cùng với ai? Con gái. Con gái rất là dễ thương. Bây giờ con gái đâu vậy? Con chào cô đi con. Con chào cô. Con tên gì? Con tên gì? Con nói miệng nghe nè. Con tên gì? Ôi, dữ quá. Con tên gì? Con nói miệng nghe nè. Con tên gì? Ăn nè. Mất ăn rồi. Giống như lúc nãy anh bảo là sẽ có một cái dự định gì tương lai sắp tới cùng với hai mẹ con. Mà trước mắt thì anh với Thảo sẽ tìm hiểu nhau thêm. Và nếu tiến tới xa hơn thì lúc đấy anh sẽ mời mọi người. Nhớ nha. Chỗ ghép đôi thần tốc đang chờ đợi thì ký thiệp mời của anh chị rất là lâu luôn á. Hy vọng là trong thời gian tới thì mọi người sẽ có thể nhận thiệp mời. Bây giờ chắc mình đi ra bên ngoài mình lưu lại những cái tấm hình kỷ niệm cùng với chương trình ha. Okay. Cảm ơn. Okay. Cũng như lần thi nói có gì thử thi nói cũng như là không được tốt nên thi viết một lá thư. Nói gì đi em, nắm tay đi em, xin nắm tay đi em. Nắm tay mới thử cảm xúc được. Thì xin nắm tay, nắm tay mà. Thì biết mà đã trải qua nhiều cái khó khăn cuộc sống. Thi không hứa nhưng mà thì sẽ cố gắng bù đắp cho mẹ con mày. Thì đó. Hôm nay em cũng cảm ơn anh và cũng tại vì cái thời gian nó quá ngắn nên là cũng có thể là mình chưa có hiểu được những cái suy nghĩ. Nói chung là mình có duyên gặp đây, nếu mà còn cái thời gian sau nữa có tặng anh cái dây thắt lưng. Dạ. Dạ anh chị uống nước, ngày hôm nay anh chị có vui không ạ? Dạ. Rồi em muốn uống đi. Rất là vui, còn cũng cảm ơn chương trình. Nhờ chương trình cũng có thể em tìm thêm được một người bạn hoặc là cũng có thể biết hơn nhiều cái tiếp xúc với đám đông hoặc là đấy, với lại nói chung là tụi em cũng có thời gian quá ngắn nên là cũng nhiều khi là cũng còn một cái gì đó để là chưa có hiểu hết. Như vậy thì nói chung là trong chương trình thì không có thể cùng nhau họp cùng nhau bấm nút, thì nếu mà ra ngoài có thể là cùng nhau nói chuyện có, dạ đúng rồi. Dạ đối với anh thì sao? Cũng có buồn một chút nhưng mà không sao, anh cũng đã xin số điện thoại bằng này. Nếu mà trong chương trình này cũng như bạn nói, hai bên cũng chưa có thời gian để hiểu nhau á, thì mình ra ngoài mình có thể có nhiều thời gian mình trao đổi với nhau hơn, hiểu nhau hơn. Tại thưa quý anh cũng thấy chị thấy bạn cũng xinh, anh cũng hơi rụt rè, anh cũng chưa biết ta tụi mình sao, có khi nào ra ngoài lại là quý duyên khác. Nói chung là thích đúng không? Đúng rồi. Thời gian ngắn quá. Đúng rồi. Chưa đủ để chinh phục đúng không? Đúng rồi. Rồi chúc anh chị lần sau thì mình sẽ tiếp tục nha. Ngày hôm nay anh chị có cảm thấy vui không? Hôm nay mình cảm thấy rất là vui. Vui mà có vui, có hồi hộp, có bất ngờ. Bất ngờ có. Hiện giờ cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc nhiều hơn đúng không? Còn đối với anh thì anh thấy... Anh rất vui, rất hạnh phúc. Thì bây giờ theo anh là phải nghe, bắt đầu phải nghe từ bây giờ á. Bắt đầu phải nghe từ bây giờ để sau này còn có thêm nhiều cái bước phát triển khác hơn nữa đúng không? Đúng rồi. Nếu như là dành một cái câu nói cho cái cảm xúc ngày hôm nay của anh sẽ nói gì? Tuyệt vời. Tuyệt vời.